chiếc xe gì nè, cái gì đây các bạn, ở đây có gì đây các bạn, gì nè các bạn ơi, có gì nè các bạn, để bạn, có gì nè các bạn, đó 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 đó, ui các bạn ơi, wow wow, có gì nè các bạn ơi, đây có gì các bạn, ô các bạn có gì nè các bạn, tại có gì đây các bạn, bạn ơi, có gì đây các bạn, rồi ở đây có một chiếc xe màu vàng ơi, wow wow, đó 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 đó, wow wow wow, chiếc xe này chạy hay các bạn, đó, wow wow, đó ui các bạn ơi, đó đó đó, hay chưa bạn ơi, wow wow wow, oh hay chưa bạn, wow wow wow, wow. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow, các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì nè các bạn. À, đây có một chiếc xe ô tô các bạn ơi, chở theo một chiếc xe ủi cát nè các bạn. Đó, xe màu xanh lá cây nhìn siêu đẹp luôn. Rồi ở đây có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, có một chiếc xe Funny Truck nè các bạn ơi, có anh tài xế nè các bạn ơi, đang chở theo một chiếc xe nè, thêm hai chiếc xe nè các bạn. Đó, siêu đẹp luôn nha. Rồi tiếp theo ở đây có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cần cẩu nè các bạn. Wow, xe cần cẩu nhìn đẹp chứ bạn ơi, xe cần cẩu police cảnh sát nha các bạn. Đây cái cần cẩu móc cẩu nè các bạn. Rồi tiếp tục lấy cái đồ trộn bê tông các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô đây. Ok, xong rồi các bạn ơi, mình đã sửa chữa xong một chiếc xe chỗ bê tông nè, có cầu thang leo lên nè, trong này có anh tài xế đang ngồi lái xe nhìn siêu ngầu luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo ở đây có gì nè các bạn ơi, wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe ô tô chở hàng nè các bạn ơi, xe super LE nè các bạn ơi, ở cabin màu xanh nước biển nhìn siêu đẹp luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục qua đây nè các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì đây các bạn? À, có một chiếc xe cần cẩu, đây còn thiếu cabin nè các bạn. À, ở đây có cái cabin nè các bạn ơi, đây là cabin xe cảnh sát nè, đó mình lắp ráp vô nhìn đẹp nha các bạn. Rồi tiếp tục qua đây nè các bạn ơi, bên này có gì nè các bạn? Wow các bạn ơi, đây có một chiếc xe ô tô nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi, đang chở theo xe gì bạn? À, đây chiếc xe gấp nè các bạn, đó siêu đẹp luôn. Rồi đây có chiếc xe gì? À, đây xe móc cẩu bạn ơi nè, móc cẩu nè các bạn, đó nhìn đẹp chưa bạn? Rồi tiếp theo các bạn ơi, bên này có gì để bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cảnh sát nè các bạn, đẹp chưa nè các bạn ơi? Ở đây có chiếc xe gì bạn? À, đây một chiếc xe ô tô cảnh sát nè, đó nhìn đẹp ha các bạn. Rồi đây có gì nè các bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe container nữa nè các bạn. Wow, xe container này nhìn đẹp nha các bạn, chở theo xe này xe múc cát nè các bạn. Rồi ở đây có thêm một chiếc xe cẩu múc cát nữa đó. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì nè? Wow, hình như một chiếc xe đua nè các bạn ơi. Đâu mình mở rồi coi bạn, đâu mở đâu ta? À, bên này nè các bạn, mình lôi ra các bạn. Đây đây đây, wow các bạn ơi, nè có một chiếc xe này, xe gì đây các bạn? À, đây là một chiếc xe tải quái vật các bạn ơi. Đó, có cái đồ điều khiển nè các bạn, có chiếc xe tải quái vật nhìn đẹp chứ bạn ơi, có bộ tem siêu ngầu luôn, cái bánh màu đỏ nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động lên cho các bạn. Đó, wow các bạn ơi, khởi động lên chiếc xe sáng đèn nhìn đẹp chưa nè các bạn? Đó, nhìn siêu đẹp luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động cái đồ điều khiển luôn các bạn. Rồi bây giờ kiểm tra các bạn. Wow các bạn ơi, nè nè nè, đó. Wow 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 wow, chiếc xe chạy ghê chứ bạn ơi. Wow 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 wow. Đó, hay chứ bạn ơi. Wow. Wow các bạn ơi, nè nè nè. Đó, chiếc xe chạy ghê các bạn ơi. Wow 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 wow, đó 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 đó. Wow wow wow, chiếc xe này chạy hay các bạn. Đó. Oh, wow, nó ủi ghê các bạn ơi. Đó đó đó, hay chứ bạn ơi. Wow wow wow. Oh, hay chứ bạn. Wow wow wow. Oh, hay 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 nha. Wow wow wow. Oh, wow wow, chiếc xe này biểu diễn hay các bạn ơi. Đó 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 đó. Oh, nó chạy hay chứ bạn ơi. Kìa kìa, đó, ủi cái chiếc xe hay các bạn. Đó đó đó, ghê chứ bạn ơi. Wow wow wow. Oh oh oh, wow wow. Oh wow wow wow. Oh, nó leo hay các bạn ơi. Wow wow wow. Rồi, nó chạy nó bị lật luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lật lại nha các bạn. Đó rồi. Oh, nó quay các bạn ơi. Wow, nó quay hay chứ bạn ơi. Kìa kìa. Đó, nó quay, nó ủi mấy chiếc kia kìa. Đó, ghê chưa. Đó, wow wow wow. Wow wow wow. Oh, chiếc xe này wow 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 wow, hay chứ bạn ơi. Đó 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 đó, ủi hay chứ bạn ơi. Wow 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 wow. Các bạn ơi, đó mình để chiếc xe này ở đây nha các bạn. Bây giờ mình tiếp tục lại đây các bạn ơi. Wow, ở đây mình thấy có gì nè các bạn ơi. Ô oh, các bạn ơi, một chiếc xe khủng long nè các bạn ơi. Wow, xe khủng long đang chở theo con khủng long nè các bạn ơi. Đó, có hai con khủng long luôn nè các bạn. Rồi, tiếp theo đây có gì nè các bạn? Wow, có một chiếc xe cẩu múc cát nè các bạn ơi. À, có cái cabin nè các bạn. À, cabin cảnh sát nè, lắp ráp vô bạn. Đó, nhìn siêu đẹp luôn nha các bạn. Wow, bên này có cái gì nè các bạn? Ô oh, có một chiếc xe cẩu múc cát bạn ơi. À, bây giờ mình sẽ lắp ráp vô. Wow, một chiếc xe cẩu múc cát nhìn siêu đẹp luôn bạn. Rồi, ở đây có gì các bạn? Wow, các bạn ơi, một chiếc xe cảnh sát nè các bạn. Đó, xe cảnh sát đang chở theo. À, chở theo một xe khách nước biển các bạn. Rồi, tiếp theo bên này các bạn ơi. Ô oh, các bạn ơi, có một chiếc xe, à, xe container cảnh sát bạn ơi, chở theo một chiếc xe mô tô cảnh sát nè các bạn. Thêm một chiếc xe mô tô cảnh sát nữa, đẹp quá các bạn. Rồi, ở đây có gì nè các bạn? Ô oh, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe, ha, đây chiếc xe container đầu cabin màu vàng nè các bạn ơi, chở theo một chiếc xe nè, hai chiếc xe nè, ba chiếc xe nè. Đó, đẹp chưa các bạn? Đây có gì để bạn? Ha, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cẩu múc cát nè, có anh tài xế nè các bạn. Rồi, ở đây có cái cabin nè các bạn. Wow, bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha. Đó, đẹp chưa các bạn ơi? Rồi, bên này có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe gấp nè các bạn. Đó, xe gấp nhìn đẹp chưa? Rồi, ở đây có một chiếc xe ô tô. Rồi, bây giờ mình sẽ để lên nè các bạn. Đó, xe ô tô chở xe gấp nha các bạn. Ở đây có gì nè các bạn ơi? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cứu hỏa cứu hộ các bạn. Đó, nhìn đẹp chứ các bạn? Ở đây có cái đèn xe nè các bạn ơi. Rồi, tiếp tục ở đây các bạn. Ở đây có cái cẩu múc cát bạn ơi. Rồi, ở đây có cái bệ cẩu nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lắp ráp vô một chiếc xe cẩu múc cát các bạn. Ô, nhìn đẹp ha các bạn ha. Rồi, bên này. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cẩu múc cát nè. Rồi bây giờ mình lấy cái cần cẩu múc cát bạn. Đó, mình lắp ráp vô một chiếc xe cẩu múc cát các bạn ơi. Wow, bên này. Wow, ở đây có một chiếc xe cứu hộ bạn ơi. Rồi, lấy cabin nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô. Đó, một chiếc xe cứu hộ nhìn siêu đẹp luôn. Rồi, ở đây có gì đấy bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe, à, xe container màu xanh nước biển nè, chở theo. Wow, đây là một con hươu nè các bạn ơi. Wow, đây là con tê giác nè các bạn. Wow, có rất nhiều con thú. Wow, đây là con hổ nè các bạn ơi, rất là nhiều thú luôn nha. Rồi, ở đây có một chiếc xe màu vàng nè các bạn ơi. Wow, một chiếc xe buýt màu vàng các bạn ơi. Wow, chiếc xe buýt này wow, sáng đèn nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Đó, nhìn siêu ngầu luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục nè các bạn ơi, sửa chữa xe chở rác cho bạn. Đây, gắn bánh xe vô một bánh xe. Rồi, tiếp theo thêm bánh xe nữa nha các bạn. Đây, ok. Wow, chiếc xe chở rác nhìn bự chưa các bạn ơi. Rồi, sửa chữa chiếc xe cẩu
cổng cát nha bạn. Đây gắn bánh xe vô bạn. Đây một bánh xe. Tiếp tục thêm bánh xe nữa các bạn. Đây ok. Wow wow, chiếc xe cổng cát nhìn bự chưa các bạn? Rồi ở đây có gì đây các bạn ơi? Wow, các bạn ơi, đây là chiếc xe gì đây các bạn? Ồ, một chiếc xe màu xanh nước biển đó các bạn ơi. À đây là xe cảnh sát nè các bạn ơi. Đó, xe cảnh sát nhìn đẹp chưa? Rồi chở theo chiếc xe cổng cát nữa các bạn. Các bạn ơi, ở đây mình thấy có cái thùng gì nè các bạn ơi. Wow, hình như đây là một cái thùng xe cổng cát hay gì nè các bạn. Đâu để bây giờ mình coi coi các bạn. À để mình mở coi các bạn. Đây coi các bạn. Nè 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 nè. Wow 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 các bạn ơi. Để mình lấy ra các bạn. Đây 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 nè 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 nè. Wow, chiếc xe cổng cát bự chưa nè các bạn ơi. Đó, rất là bự luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ khởi động chiếc xe lên các bạn. Đây khởi động này các bạn ơi. Wow, khởi động lên chiếc xe nó chớp đèn các bạn ơi. Rồi bây giờ lấy cái đồ điều khiển nè các bạn. Khởi động lên luôn các bạn ơi. Đó có sáng đèn rồi nè các bạn, thấy hay chưa? Wow, nó kêu tít tít các bạn ơi. Rồi bây giờ mình điều khiển nha các bạn. Wow nè, đó mình điều khiển cổng cát các bạn ơi. Nè bây giờ mình sẽ bấm cái này nè. Ồ, này là xoay bệ cẩu nè các bạn. Wow, hay chứ bạn ơi. Nè đó, xe này xoay bệ cẩu ngược lại nha các bạn. Wow, xe cẩu cát nè. Wow wow nè, đó các bạn ơi, chiếc xe này di chuyển các bạn ơi. Đó bây giờ mình sẽ xoay bệ cẩu các bạn. Wow, đó. Ô các bạn ơi, chiếc xe cẩu cát này hình như nó bị yếu bạn ơi, nó chạy không nổi, nó chỉ xoay bệ cẩu thôi bạn ơi. Từ nãy giờ chúng ta đã khám phá được rất là nhiều chiếc xe đó các bạn. Nhưng mà giờ có đến giờ mình phải về nhà ăn cơm và làm tập rồi. Bye bye, chào các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.